thưa công đoàn, chắc con không cần giới thiệu nhiều, quý vị cũng đã biết với chàng cố du xe rất là gần gũi thân thương với chúng ta. Cha du xe chánh xứ Thánh Tâm là nghĩa phụ của cha mới, và cha du xe chánh xứ Tân Lộc là bảo huynh của cha mới. Và hiện diện ở đây các ngài sẽ có đôi lời và xin chúa chúc lành cho của ăn của chúng ta. Chúng con được kính mời. Ba chú nghĩa anh xin chào tất cả các bác, các ông, các bà, các cô, các chú. Bây giờ tôi cho quản hạt làm dấu đi, mình xíu nhỏ làm dấu nó cũng thiêng. Không, em con nó mời cha cố rồi, cha cố đã gieo mầm ơn gọi, hôm nay lại hiện diện trong cái ngày thành quả của cái mầm đó nó lên. Thì có lẽ là cha cố làm dấu thì cái mầm này nó trở thành cây tổ bông kết trái rất là tốt, thì xin cha là cố làm dấu. Dạ, anh đồng ý vậy. Bây giờ xin cho phép làm dấu nha. Nhân danh cha và con và thánh thần, lạy cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh cha cả sáng, nước cha chỉ đến, ý cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ con ở chúng con. Xin chớ để chúng con xa trước cám dỗ, sự giữ lắm nhân danh cha và con và thánh thần. Amen. Chúc quý ông quý bà dùng bữa cơm thật là ngon miệng, và để con ra cố gắng cho nó đi tu như vậy nhá. Ở Tiên Chu này có 8 đôi linh mục, một gia đình đều hai, đây giờ là đôi thứ 8. Như vậy là cha Thắng này thứ 16 rồi, và thêm một anh lẻ loi không có đôi là con ông bà Văn là 19. Chúng con hết lòng cảm ơn cha cố chánh xứ Lai Ổn. Và cùng với gia đình một lần nữa xin hết lòng cảm ơn quý cha quản hạt, quý cha cố, quý cha, quý bề trên, quý tu sĩ nam nữ, anh em tử sinh, tất cả quý vị quan khách đã hiệp dâng thánh lễ tạ ơn, và giờ phút này lại còn ở lại để chung vui trong bữa cơm thanh đạm. Xin Chúa chúc lành cho tất cả mọi người, và xin kính chúc mọi người ăn thật ngon miệng. Bàn có bao nhiêu ăn hết bấy nhiêu, uống hết bấy nhiêu rồi chúng ta mới về. Xin hết lòng cảm ơn. Chúng con cảm ơn cha. Một lần nữa chúng con được cảm ơn cha cố, quý cha và tất cả mọi người trong tình thương mến đã hiện diện với cha mới trong ngày tạ ơn hôm nay, và đặc biệt cũng nán lại để cùng chung chia niềm vui với cha mới. Và chúng con thiết nghĩ rằng với sự hiện diện của quý vị không chỉ ở vẫn hiện diện bằng thể lý, mà chúng ta còn hiện diện với cha mới trong tinh thần, trong lời cầu nguyện, và nhất là chúng ta cũng thấy suốt một trong một thánh lễ tạ ơn, chúng ta cũng cảm nghiệm được rằng người linh mục cũng cần rất nhiều đến lời cầu nguyện, sự đỡ nâng và sự công tác của tất cả mọi người để các ngài chu toàn sứ vụ Chúa trao. Và vì thế niềm vui tạ ơn của ngày hôm nay chúng ta không chỉ dừng lại ở việc chúng ta hiện diện với cha mới trong ngày tạ ơn này, mà chúng ta còn tiếp tục đồng hành với cha mới trong lời cầu nguyện, cũng như trong cách này cách khác chúng ta cộng tác với cha mới trong công việc tông đồ để ngài chu toàn trách nhiệm Chúa trao, và chúng ta cũng góp phần của mình cho việc cứu rỗi chính linh hồn chúng ta, cũng như giúp đỡ cho anh chị em của mình. Và trong ngày hôm nay chúng con nhận thấy có sự hiện diện của quý cha, quý thầy, quý dì, quý khách ở rất là nhiều nơi, và tương quan với cha mới, với giáo xứ và với gia đình cách này cách khác, rồi tất cả mọi người hiện diện ở đây. Còn cách riêng với giáo xứ Tiên Chu thân yêu thì chúng con cảm nghiệm được sự ấm áp bởi nơi đây, và cũng là không hổ danh là quê hương của Thánh Tử Đạo Giuse Đặng Đình Viên. Và hôm nay cha mới của chúng ta lại nhận ngài là bổn mạng nữa, và vì vậy tâm tình của chúng ta lại trào dâng hơn nữa khi mà chúng ta là con cháu của Thánh Tử Đạo, và chúng ta mang trong mình hạt giống đức tin, mang trong mình sự nhiệt thành như các ngài.
và bởi thế chúng con thấy được sự yêu thương cũng như sự tuyệt vời của Thiên Chúa chúng ta, quý chức các hội đoàn rồi tất cả mọi thành phần. Và chúng con cũng mở ngoặc thêm, ngày hôm nay người con của Thiên Chúa nổi tiếng cách đây cả hơn 20 năm, có năm 9 từ những thập niên 90 của thế kỷ này cũng về đây, và chúng ta không cần phải nhìn lên gác đàn, không cần phải nhìn qua màn ảnh, chúng ta chỉ cần nghe thôi, chúng ta cũng đã cảm nhận được người con đó là ai. Đó là ca sĩ Thanh Sử, với những công việc giảng dạy ở nhạc viện cũng như những công việc của mình ở trên thành phố, nhưng hôm nay trong niềm vui chung của giáo xứ cũng trở về quê hương của mình để đem tài năng Chúa ban rồi phục vụ trong thánh lễ, và nhất là giúp mỗi người chúng ta hướng tâm hồn lên trong thánh lễ tạ ơn hôm nay. Và chúng con cũng giới thiệu như thế để lát nữa quý vị lại tiếp tục được lắng nghe tiếng hát của anh. Và một lần nữa chúng con được kính chúc quý vị dùng bữa thật ngon miệng, và cho chúng con một ít phút để có sự chuẩn bị với các tiết mục hôm nay. Tìm về biên Chúa, và kế đến là vũ khúc tình hiệp nhất. Chúng ta cùng chào đón giáo lý viên huynh trưởng giáo xứ Thiên Chúa. Tìm về nơi đây trong tình yêu Chúa hân hoan vui say, tìm con nhất ngày một niềm vui sướng vì được Chúa mến thương, con hân hoan đi về muôn phương. Tìm về bên Chúa, Chúa yêu nguồn tình yêu, Chúa yêu con nhiều, yêu yêu rất nhiều, con nhìn nơi ngài. Thật là anh cũng có ngài ở bên, bước đi thật gần, gần 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 rất gần, lại Chúa. Tìm đời con đi qua ngàn con sông, bao nhiêu phong ba, bao nhiêu bão giông, ngài luôn bên con, thì ngày mai sắt son, con an tâm trong vòng tay Chúa. Về bên Chúa, Chúa yêu nguồn tình yêu, Chúa yêu con nhiều, nhiều 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 rất nhiều, con tin nơi ngài. Oh oh oh, thật là anh cũng có ngài ở bên, bước đi thật gần, gần 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 rất gần, lại Chúa.
trong các lời nguyện và trong giáo huấn của giáo hội
Thiên chức linh mục là Thiên Chúa ban cho nhân loại, ban cho con người. Và bởi thế niềm vui của cha mới dù xe viên cách riêng thì cũng là niềm vui của gia đình gia tộc, nhưng hơn thế nữa là niềm vui chung của giáo hội, và cách đặc biệt là niềm vui của giáo xứ Thiên Chúa thân yêu này. Và chúng con cũng đã thưa với quý vị lúc đầu, có những người con Thiên Chúa công tác rồi công việc ở rất xa, nhưng hôm nay cũng về đây để cùng với niềm vui chung của giáo xứ của quê hương mình. Và chúng con muốn giới thiệu với quý vị tiếng hát của một người con của Thiên Chúa. Mà con nghĩ con nói điều này nó hơi thừa, nhưng mà muốn khoe với lại tất cả quý khách không phải là người Thiên Chúa, hoặc là những người mới về Thiên Chúa ở một vài năm gần đây thôi. Chúng con nghe đứa cha cố Giuse Nguyễn Văn Uy có kể lại rằng cái năm ấy khi mà giải tiếng hát Sao Mai ở ngoài Hà Nội trực tiếp thì gần như Thiên Chúa hôm đấy ăn cơm tối sớm hơn, và mọi người gần như là tập trung vào cái TV để làm gì, để coi người con của Thiên Chúa sẽ dự thi hôm đó. Và ơn Chúa ban, anh đã đạt giải giải nhất, và điều rất là tuyệt vời. Và vì vậy chúng con xin được giới thiệu với quý vị và mời lên sân khấu tiếng hát của ca sĩ Thanh Sử. Vâng, xin cảm ơn thầy cô. Lời đầu tiên cho phép văn gửi lời chào trân trọng đến quý cha quý tu sĩ nam nữ và quý ông bà, các quý vị khách quý đã đến với giáo xứ để chung chi niềm vui với cha thắng trong ngày hôm nay. Và trong niềm vui tạ ơn thì con xin được kính chúc cha luôn tràn đầy lòng ơn Thiên Chúa. Và một bài hát để hát tặng quý vị cũng như cha là một sáng tác cũng rất là quen thuộc của linh mục nhạc sư Kim Long, ca khúc có tựa đề là Chúa Không Lầm. Xin mời mọi người cùng nghe ca khúc này. Xin cảm ơn.
cảm ơn những tràng pháo tay mà toàn thể quý vị đã dành cho bài hát Chú Không Lầm của linh mục nhạc sư Kim Long. Và trong cái không khí vui như thế này thì con sẽ hát một bài hát hợp với không khí này nhất, đó là không khí tạ ơn. Xin được hát tặng quý vị một bài hát của nhạc sĩ Phan Hùng, ca khúc có tựa đề Tạ Ơn Khi Ngài Bẻ Bánh. Xin mời quý vị cùng nghe ca khúc này. Xin cảm ơn. Vâng ạ, để cho nó vui hơn, con mời mọi người cùng ngàn ngất đi của mình lên được không ạ? Cảm ơn quý vị rất nhiều. Thưa quý vị, trong ngày hôm nay khi đứng ở trên sân khấu này nhìn xuống thì con gặp được rất nhiều những khuôn mặt thân quen,
những người thầy cô, những người anh, người chị, những người rất là thân thương. Một lần nữa xin được Thiên Chúa ban thật nhiều hồng ân cho tất cả những người thân thương cũng như là quý vị. Và tuần trước cũng tại giáo xứ của con đây cũng có một thánh lễ tạ ơn của cha Phúc. Hôm đó thì con quá bận việc cho nên là sau đấy con phải đi về liền, con đi về lại Sài Gòn, cho nên là không thể ở lại dự tiệc vào ngày hôm đó được, cho nên hôm nay con cũng xin được cáo lỗi tại đây. Một lần nữa xin được cảm ơn và kính chúc toàn thể quý vị có một ngày thật nhiều niềm vui cha đại lòng Thiên Chúa. Xin chào và hẹn gặp lại. Xin được đáng lại một chút thôi, anh ấy chia sẻ như thế là lần trước cha Phúc về tạ ơn con không ở lại để hát được, thì hôm nay con ở lại hát mà hát có 2 bài hay là 4 bài thì mới để tôi được rất là gần. Quý vị có đồng ý, con nghĩ là sẽ không phải 4 bài nhưng xin anh sử 1 bài nữa thôi, 1 bài nữa là dạ thưa quý vị, con nghĩ rằng là con hát 1 hoặc là 2-3 bài nữa thì cũng không sao, tùy ở trong bữa tiệc ngày hôm nay con nghĩ rằng có rất nhiều quý vị là những người hát hay và biết hát. Cho nên là con sẽ hát 2 bài thôi để cho các phần quý vị nữa chứ. Nếu con hát hết thì nó kỳ lắm. Cho nên thầy thông cảm nhé. Vâng, mình xin cảm ơn quý vị. Chúa đã ban cho hát hay mà còn từ chối khéo nữa thì làm sao mà được không biết. Cảm ơn anh sử rất là nhiều. Thưa quý vị, có thể nói là mỗi người Kitô hữu chúng ta được ơn gọi làm con của Chúa, nhưng Chúa lại ban cho mỗi người có một khả năng riêng để phục vụ. Và vì thế cũng tạ ơn Chúa, giáo xứ Thiên Chúa cũng tạ ơn Chúa vì cũng có những người con của Thiên Chúa cách này cách khác phục vụ giáo hội, phục vụ công việc tông đồ bằng hình thức mà mình được ơn Chúa ban, để rồi từ đó sẽ giúp ích cho đời và giúp ích cho người. Thưa quý vị, và trong tâm tình của ngày hôm nay, quý vị thấy với gia đình ông bà Cố Thành thì mọi người ở Thiên Chúa chúng ta cũng biết rõ, và nhất là ông Cố đã được Chúa gọi về hơn 1 năm nay. Tuy nhiên đời sống của ông Cố cũng là đời sống của những người tông đồ nhiệt thành, và chúng con được nghe kể rằng ngay từ thời cha Cố Đỗ Đức Hân thì ông Cố cũng đã là những người tông đồ và tham gia công việc tông đồ, để rồi hoa trái trong đời sống gia đình cũng được triển nở khi mà cha Giuse Khanh là người con trong gia đình đã trở thành linh mục của Chúa, đang phục vụ, đang là chánh sứ giáo xứ Tân Lộc ở Hà Tân Mai. Và hôm nay đến cha mới Giuse Viên Thắng cũng là người con rất là thân thương, được gọi là như là út, phải không? Người con út của gia đình. Và có thể nói trong suốt chặng một chặng dài của cuộc đời cho đến bây giờ mấy chục năm thì ơn Chúa đổ tuôn tràn trên gia đình, cách riêng là trên cha mới của chúng ta. Và như cha mới chia sẻ, cảm ơn tất cả những người đã đồng hành và đã đến với cuộc đời của cha mới, với tương quan này, tương quan khác trong mỗi giai đoạn cuộc đời, để rồi hướng dẫn, để rồi đồng hành, và nhất là cùng giúp nhau nên thánh. Và lời tri ân đặc biệt mà cha mới muốn gửi đến đó là cha nghĩa vụ của mình. Và giờ đây theo như khảo sát của chúng con với 100 người ở giáo xứ Thánh Tâm thì 101 ý kiến nói rằng cha xứ của giáo xứ Thánh Tâm hát rất là hay, mà hát cái tâm tình nữa, và ngài chính là nghĩa phụ của cha mới của chúng ta. Và giờ đây chúng con xin được trân trọng kính mời cha Cố Giuse chánh xứ Thánh Tâm, cha có con làm linh mục thì được gọi là cha Cố, phải không ạ? Cha Cố Giuse chánh xứ Thánh Tâm, chúng con kính mời ngài hiện diện trên sân khấu và kính xin cha ngỏ một lời và hát 1 bài với công đoàn đang hiện diện ở đây. Xin một tràng pháo tay thật lớn để chào đón ngài. Con một lần nữa thay lời cho cha mới cũng như cho bà Cố và cho gia đình huyết tộc cũng như linh tông với những người liên hệ, xin được cảm ơn tất cả mọi người. Và con theo lời yêu cầu, con cũng xin hát 1 bài rất là quen, đó là bài Dấu Chân, với ý nghĩa là cầu chúc cho cha mới trong hành trình để gọi linh mục của mình luôn có Chúa bên cạnh, luôn có Chúa đồng hành.
chút. Xin mời cha mới cùng lên trên này. Đây là hai bố con người ta, đó là hai bố con nhà mình. À, thưa quý vị, cha Giuse là nghĩa phụ của cha mới Giuse Viên. Vậy bây giờ cha mới Giuse Viên lại cầm mic để giới thiệu một người cũng được gọi là người cha của mình nữa. Xin mời cha mới. Dạ, con lại gửi lời cảm ơn tất cả các quý khách đã hiện diện ở đây với con để hiệp chung tâm tình cảm ơn và cầu nguyện cho con trong ngày hôm nay. Giờ đây thì con xin giới thiệu cha hướng dẫn về phần thiêng liêng về linh hồn của con trong suốt thời gian con học chủ viện. Muốn lên để gửi tặng con một bài hát do chính tay ngày sáng tác hay nào ấy. Con kính mời cha giáo Phêrô Nguyễn Huệ lên sân khấu. Xin quý khách cho một tràng pháo tay thật lớn để chào đón ngài. Và chúng ta nổ một tràng pháo tay thật lớn nữa để chào đón cha giáo hiện diện với chúng ta. Và chúng ta kính mời cha giáo. Kính thưa quý cha, quý sơ và cộng đoàn, và ghé chùa rất là hoành tráng, nhưng mà bây giờ trời mưa rồi. Cầu mưa rồi thì không thể hát được. Cầu mưa hát anh em ha. Trong cuộc đời của mỗi người chúng ta, người mẹ là cái người gần gũi, thân thiết và yêu thương chúng ta nhất. Và chắc chắn là mỗi người con đều yêu mến người mẹ của mình. Tân Linh Mục hôm nay cùng gắn bó với người mẹ, và chắc chắn rằng hành trình ơn gọi của Tân Linh Mục cũng khởi đi từ những cái lời động viên, khích lệ, an ủi, nâng đỡ của người mẹ. Vì thế xin được hát một bài để bày thay cho cha mới, thay cho cha mới bày tỏ lòng yêu mến đối với mẹ của mình là bà cố. Bà cố đang ngồi ở đâu ạ? Cha mới ơi! Rồi, mời cha mới, mời bà cố ạ. Cha mới, bà cố đang tiến lên. Xin được thay lời cho cha mới bày tỏ lòng yêu mến đối với mẹ của mình là bà cố. Hôm nay chúng ta thấy hình ảnh của bà cố rất là vui mừng, rất là rạng rỡ, bởi vì thấy có người con mà mình yêu mến và được làm linh mục của Chúa. Vì vậy con xin hát bài Mẹ ơi. Ở đây không có đàn thì hát chay, chứ mọi người chịu khó lắng nghe không có đàn. Mẹ
rừng xanh trầm trùng bao nhiêu. Một lần nữa chúng con cảm ơn cha giáo, cha giáo gửi gắm đến cha mới cũng như gửi gắm đến mỗi người chúng con. Chúng con cảm ơn cha giáo thật nhiều. Thưa quý vị, và chúng con nhận thấy ở gần với chúng con nhất trong giây phút này, tức là gần với sân khấu nhất, một người anh em của chúng con, hay nói đúng hơn một người anh em với cha mới, đã từng ở trong chung một nhà dự tu, gọi là nhà dự tu Biên Hòa. Để rồi người anh em này Chúa cất nhắc lên để trở thành linh mục của Chúa trước cha mới 3 năm. Và hôm nay người anh em này cũng đã hiện diện và cũng có một tiếng hát rất tuyệt vời. Chúng con xin được giới thiệu với quý vị cha Du Xe Vũ thuộc khóa 7 Đại Trung Nguyễn Thánh Du Xe Xuân Lộc. Chúng con kính mời cha. Thưa quý vị, con giới thiệu xong bàn này vỗ tay là biết ngài đang ngồi bàn nào rồi ạ. Trong ngày vui của cha mới Du Xe Vin, một người anh em từng ở chung nhà chúng tu và
trong đài chủ quyền chung với con cũng xin góp vui một bài hát. Có bà cố hiện diện ở đây thì con cũng hát một bài hát để tặng cho cha mới, cho bà cố cũng như tất cả mọi người. Con xin hát bài Ước mơ của mẹ. Yêu cầu của các anh chị huynh trưởng mời các bạn áo xanh
áo của cha mới. Xin mời các bạn cùng lên với vũ khúc này. Vậy là hôm nay là cùng với cha mới là chú là cậu, đúng không? Mình lo việc của gia đình nên là mình không mặc áo hình trưởng. Thì xin mời mình cũng lên trên sân khấu và chúng ta cùng đến với vũ khúc này. Thay mặt cho gia đình, chúng con xin hết lòng cảm ơn quý cha quản hạt, quý cha cố, quý cha cũng như tất cả mọi người đã yêu thương đến người em của chúng con. Cha mới hiện diện trong đăng lễ và giờ đây hiện diện trong bữa tiệc mừng. Xin Chúa chúc lành cho tất cả mọi người. Và chúng con nhận thấy từ đầu
buổi văn nghệ mừng cha mới du xe viên Nguyễn Hữu Khánh. Chưa có dòng ca của cha quản hạt chánh sứ chính tòa. Con xin kính mời cha lên sân khấu để chia sẻ niềm vui với gia đình chúng con một điểm đặc biệt. Xin nói với tất cả mọi người, không ai uống tắm, không ai tắm hai lần trong một dòng sông, nhưng gia đình chúng con tạ ơn Chúa là bởi vì chúng con đã cùng sống, cùng hiện diện và được cha nâng đỡ đến hai lần trong đời sống ơn gọi tu trì. Con năm 2003 khi ra trường thì được về giúp xứ Gò Xoài nơi cha phục vụ, cha đã nâng đỡ. Và hôm nay người em của chúng con sau khi ra trường cũng lại về giáo sĩ Chính Quả nơi cha đang phục vụ và đã được cha nâng đỡ gìn giữ trong cái ơn gọi của hôm nay đến ngày Chúa tuyển chọn để trở thành linh mục của Chúa. Gia đình chúng con hết lòng biết ơn cha và chúc cha mãi mãi trở thành linh mục như em con nói, khiêm nhường hiền lành thánh thiện, để trở thành những gương sáng cho tất cả chúng con, những người em theo sau. Chúng con xin kính mời cha lên sân khấu để tặng cho em cũng như gia đình mọi người một bài hát. Chúng ta vỗ cả ngón tay thật lớn. Vỗ chẳng có tay nữa. Và chúng ta cầu chúc Ngài chuẩn bị đặt viên đá đầu tiên xây dựng nhà mục vụ giáo xứ Chánh Tòa, từ khởi sự đến hoàn thành. Xin Chúa chúc lành. Ngài dư tiền xây dựng rồi, nhưng mà nếu ai có thì cũng vẫn được. Kính thưa quý cha, kính thưa quý chức và mọi người, tôi với cha Du Xe Nguyễn Lũ Khanh, chánh sứ Tân Lộc, đã gắn bó với nhau rất nhiều năm, 20 năm, hơn 20 năm. Hồi nãy trong nhà thờ, cha Du Xe Viên Nguyễn Hữu Thánh, Tú Thắng, khi Ngài nói đến ông cố chờ này Ngài bước lên bàn thánh để dâng lễ, tôi cũng rơi nước mắt. Là bởi vì tôi gặp gỡ, gắn bó với ông cố khi ông cố vào và đưa cha Khanh giúp xứ Gò Xoài Đại An. Và tôi cũng mong ông cố còn hiện diện ở trong cái thánh lễ tạ ơn của cha Thánh, nhưng ông cố không hiện diện. Tất cả là trong thánh ý của Chúa. Và như cha Du Xe chánh sứ Tân Lộc Ngài đã nói, chúng tôi gắn bó với nhau trong tình anh em linh mục, cũng như trong tình huynh đệ, còn người đi trước và đi sau thôi. Thế thì hôm nay cũng mình trong bố ở trên trời cho bà cố khi còn sống giữa đoàn con cháu, cũng như cha Thánh đã nói, người anh linh mục đã nâng đỡ cha Thánh. Và khi được cái giám mục và giúp và chính tòa chúng tôi thì tôi cũng rất vui mừng, và chúng tôi sống với nhau như anh em và cũng giúp nhau để chu toàn bổn phận mà Chúa cũng như từ trên trao phó. Và vì thế chúng tôi vẫn gắn bó trước sau như một. Như cha Khanh thế nào thì cha Thánh cũng như vậy. Và vì thế hôm nay chúng tôi hiện diện trong tâm tình của người anh em và người con trong một gia đình của cố và cố của cha Khanh và cha Thánh. Tôi xin gửi đến với cộng đoàn bài hát Một Mình Con Không Thể.
giữa ngắm biển mênh mông, một mình sân tố tình tươi mắt trong ruộng tầm. Cảm ơn cha Quảng Hà là Long Khánh, tranh sĩ chính tòa, cũng như tâm tình mà cha Du Xe Khanh là bảo huynh của cha mới, cũng như cha Quảng Hà mới chia sẻ, thì chúng ta cũng biết đời sống linh mục rất cần những sự nâng đỡ, sự đồng hành và nhất là sự cộng tác của mọi người. Và với bài hát Một Mình Con Không Thể của Đức Cố Giám Mục Du Xe Vũ Duy Thống cũng nói lên tâm tình ấy. Nếu không có ơn Chúa giúp và không có sự cộng tác đồng hành của mọi người thì chắc chắn người linh mục cũng không thể nào chu toàn được nhiệm vụ mà Chúa trao qua bề trên. Và đó cũng là tâm tình mà cha mới Du Xe Thắng và tất cả các linh mục cũng cần đến tất cả chúng ta, những người còn hiện diện ở đây cách này cách khác. Chúng ta cũng đồng hành với các ngài, chúng ta cũng cộng tác với các ngài trong công việc chung. Và cũng ở giây phút này, một lần nữa chúng con xin phép được cảm ơn cha mới Du Xe Viên cùng cha Du Xe Chính Sĩ Tân Lộc, gia đình bà cố cùng mọi người đã tạo điều kiện để chúng con cùng hiện diện và phục vụ cho chương trình hôm nay. Chúng con cũng cảm ơn cha Chánh Sứ, quý chức thường vụ ban hành giáo, ban điều hành các họ, ban trị sự các giới, ban phục vụ các đoàn thể và mọi người trong giáo xứ Tiền Trù thân yêu đã cùng với gia đình để làm nên thánh lễ tạ ơn thật sốt sắng hôm nay, cũng như làm nên bữa cơm thân tình này. Và chúng con cũng cảm ơn quý cha Quản Hạt, quý cha cố, quý cha, quý bề trên, quý tu sĩ và quý khách xa gần trong tình thương mến cũng đã hiện diện với cha mới và gia đình trong ngày tạ ơn hôm nay. Xin cảm ơn mọi người trong giáo xứ Tiên Chu, chúng ta đã góp phần của mình cách này cách khác để làm nên ngày tạ ơn này, và ước mong sao tâm tình tạ ơn luôn mãi trên môi, trên miệng chúng ta và trong tâm hồn chúng ta, để chúng ta sống xứng đáng với những gì mà Chúa ban cho chúng ta và chúng ta đón nhận từ Chúa. Một lần nữa chúng con xin cảm ơn tình yêu thương của mọi người và chúng con rất trân quý sự giúp đỡ của mọi thành phần trong giáo xứ. Và vì vậy giây phút này cùng với gia đình bà cố, chúng con xin phép các đơn vị phục vụ chúng ta tiếp tục dùng cơm với gia đình, với cha mới, bởi vì quý vị cũng đã phục vụ để bây giờ mới có phút để cùng dùng cơm với gia đình. Xin quý vị cứ tiếp tục dùng cơm. Chúng con xin phép được cả ngắt hệ thống âm thanh, vừa để cho cha sợ nghỉ ngơi mà vừa để trốn, chỉ sợ lát nước mưa rồi nó chạm vào cái mạch điện. Và vì vậy chúng con được cảm ơn tất cả mọi người, và các bạn nào vẫn còn đang còn dùng xin được mời cứ tiếp tục dùng với cha mới, dùng với gia đình chúng con. Một lần nữa chúng con xin được cảm ơn và xin chào tạm biệt.